Minasan, konnichiwa. Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với Nhật ngữ Hoa Sen. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá một ngữ pháp mới trong chương trình ngữ pháp Minano Nihongo in a Nam. Già, sore de wa. Ototo hatarakimashita. Ngày hôm kia tôi đã làm việc. Và kino hatarakimasen deshita. Hôm qua tôi đã không làm việc. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học về master và về masen deshita. Về master có nghĩa là đã về masen deshita là đã không về. Và cách dùng về master dạng khẳng định của động từ ở thì quá khứ. Về masen deshita dạng phủ định của động từ ở thì quá khứ. Và cả hai đều biểu thị thái độ lịch sự của người nói đối với người nghe. Ví dụ như kesa, kesa có nghĩa là sáng nay. Thì như các bạn đã thấy thì bạn nữ này thì sáng nay đã thức dậy vào lúc 6 giờ. Tức là kesa rokuji ni okimashita. Kesa rokuji ni okimashita. Và như chúng ta thấy thì bạn này đã học tức là bengo và senshiu no kinyoubi. Tức là thứ 6 của tuần rồi thì bạn này đã học. Senshiu no kinyoubi bengo shimashita. Senshiu no kinyoubi bengo shimashita. Và như chúng ta cũng đã thấy thì vào ngày thứ 7 của tuần trước thì bạn này đã không học. Tức là senshiu no doyoubi bengo shimasen deshita. Và bài học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Và nếu có thắc mắc các bạn hãy nhắn tin cho đội ngũ giáo viên Nhật ngữ Hoa Sen. Dạ, sau đây đấy, mata kondo, onegai itashimasu.